Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra lệnh buông lỏng kiểm soát để cho người tàu tràn vào Việt Nam như bao lâu nay. Và dịch virus Vũ Hán đã lòi ra chủ trương ngầm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc rất nhiều người tàu nhập cư lậu vào Việt Nam là điều bất thường. Nó không vì nguyên nhân kinh tế và cũng không vì nguyên nhân chính trị và cũng chẳng phải nguyên nhân tôn giáo và cũng không phải là nguyên nhân sắc tộc. Luật sư nhận định với việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh không chỉ là hành vi phạm tội mà còn là tội ác, có thể lệnh án phạt đến 15 năm tù. Sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm đại dịch virus Vũ Hán trong cộng đồng, tình hình dịch của Việt Nam đã diễn biến xấu đi trong vài ngày trở lại đây. Hơn 10 người đã bị phát hiện dương tính với virus Vũ Hán, chủ yếu tại tập trung tại thành phố Đà Nẵng và dần dần lan ra các tỉnh lân cận. Nơi trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cách ly. Việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép với sự tiếp tay của một số người Việt Nam đang làm dấy lên chỉ trích gay gắt trong dư luận trước nguy cơ nỗ lực chống dịch như chống giặc có thể đổ vỡ. Nhiều người có ý kiến rằng việc đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thời điểm này không khác gì câu chuyện con ngựa thành troi đâm thủng tuyến phòng dịch và phá vỡ công sức của nhiều người căng mình chống đại dịch virus Vũ Hán. Và nhất là khi quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long nhận định chủng virus lây lan ở Đà Nẵng là chủng thứ 6 tại Việt Nam. Chủng này có đặc tính là lây lan rất nhanh so với các chủng trước đây và ghi nhận và chủng virus mới này xuất phát từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Trao đổi với phóng viên BBC News tiếng Việt hôm 27 tháng 7, luật sư Lê Trung Phát từ hãng luật sư Trung Phát thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán đang có các ca nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào khu vực này không chỉ là phạm tội mà còn là tội ác. Có thể nói, tội phạm nào cũng đáng bị lên án bởi nó để lại hậu quả lớn cho xã hội, xâm phạm đến trật tự xã hội được pháp luật bảo hộ. Thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang khiến cho các nước trên thế giới gặp nhiều khó khăn, trong đó có Việt Nam, mà những người phạm tội lại thực hiện các hành vi nêu trên, thì đây có thể được coi là một tội ác. Hậu quả nó để lại cho xã hội là vô cùng lớn, làm cả cho hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc để phòng chống, đảo lộn cuộc sống với mấy chục triệu dân, làm ảnh hưởng và suy thoái cả một nền kinh tế, tốn kém không biết bao nhiêu là ngân sách của nhà nước. Nó cũng chẳng khác gì so với hành vi diệt chủng, bởi nó đã gieo rắc cái chết đến cho rất nhiều người nếu họ không được chữa trị một cách kịp thời. Cơn sóng chỉ trích đường dây đưa người nhập cư trái phép ở thành phố Đà Nẵng chưa dứt. Sáng ngày 28 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh biết thành phố lại phát hiện có 8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự việc mới nhất liên quan đến vấn đề đưa người nhập cảnh trái phép diễn ra trong bối cảnh Việt Nam có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng trở lại sau hơn 100 ngày yên bình. Trước đó, hàng loạt vụ nhập cảnh trái phép đã được phát hiện tại Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang và một số nơi khác. Tình trạng nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép dấy lên những lo ngại về đại dịch virus Vũ Hán sẽ lây lan mạnh trở lại trong cộng đồng, khiến cho nhiều người phẫn nộ, nhất là khi chủng virus xuất hiện ở Đà Nẵng đã được xác định là chủng thứ 6 tại Việt Nam có nguồn gốc từ bên ngoài. Đạt Đặng, một nhà báo tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, Bộ Y tế xác định có bệnh nhân nCoV chủng mới ở bên ngoài vào. Nói thật, không dân nào hại nhau giỏi bằng dân Việt đâu. Chỉ sau một đợt kiểm tra nhẹ, Đà Nẵng đã gần 100 ông tàu nhập lậu. Các xứ Quảng chung quanh cũng tựa lừa, chán hẳn. Giờ các địa phương khác cũng oằn mình chống dịch vì Mỹ Châu. Trên trang cá nhân của mình, luật sư Nguyễn Kiều Hưng nêu ý kiến đề nghị những ai đã tiếp xúc với người Trung Quốc trong vòng 15 ngày qua hoặc hơn nên tự cách ly. Đề nghị thứ hai là cứ thấy người Trung Quốc báo ngay cho công an và tránh xa họ.
vì một đất nước không Trung Quốc, không Covid. Tính gửi hai đề nghị này để góp ý cho Ngài Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc, bà con thấy có được không? Đồng thời, ông Hưng cũng cho rằng cũng vì hám tiền đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đưa cả xe ô tô vào mà không ai biết, cần truy cứu cả trách nhiệm của lực lượng chức năng. Trả lời BBC tiếng Việt, luật sư Lê Trung Phát cho biết những người tổ chức môi giới cho những người khác nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép có thể bị khởi tố vụ án hình sự theo quy định Điều 348 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, bổ sung sửa đổi 2017 với tội tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Theo đó, tùy vào tính chất mức độ như phạm tội từ 2 lần trở lên đối với từ 5 người trở lên hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn thì có thể bị đối mặt với khung hình phạt từ 5 đến 15 năm tù. Bên cạnh đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu Việt Nam đồng hoặc cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Luật sư Phát phân tích rằng những người phạm tội này có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 với các tình tiết như phạm tội có tổ chức, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp và đặc biệt lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội. Như vậy, khi áp dụng khung hình phạt trong giới hạn của Điều 348 thì họ sẽ bị áp dụng gần như là ở mức cao nhất ở khung hình phạt mà họ bị truy tố, tức 15 năm tù. Luật sư nêu. Luật sư Phát cũng nêu quan điểm rằng trong hoàn cảnh này chúng ta cần triển khai nhanh công tác xét xử người phạm tội để sớm tiến hành trục xuất những người này ra khỏi Việt Nam, tránh phải tiêu tốn thêm ngân sách để điều trị họ, tránh làm ảnh hưởng chung đến lợi ích quốc gia đối với các cơ quan xuất nhập cảnh, quản lý xuất nhập cảnh khi phát hiện hành vi vi phạm về nhập cảnh có nguy cơ gây lại lây lan dịch bệnh. Cần áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh và nhanh chóng cho họ quay trở về cố quốc, lãnh thổ của họ đã bước chân ra đi. Thưa quý vị và các bạn, hôm 25 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng nếu như căn cứ vào 3 vụ việc mà Công an Đà Nẵng, Công an Quảng Nam phát hiện thì xử lý thấy tình hình quản lý nhập cảnh còn quá lỏng lẻo. Ông nói thêm rằng nguồn lây nhiễm đối với bệnh nhân dương tính virus Vũ Hán ở Đà Nẵng tuy chưa xác định được, nhưng khoảng trống về quản lý người nhập cảnh trái phép là điều cần nhìn nhận nghiêm túc và xử lý dứt điểm. Về kinh tế, Việt Nam nghèo hơn Tàu. Về nguyên nhân chính trị thì chẳng ai trốn Cộng sản mà lại đến tị nạn ở một nước Cộng sản khác. Về nguyên nhân tôn giáo thì lại càng không. Pháp Luân Công ở Việt Nam cũng bị triệt chẳng khác nào ở bên Tàu Cộng. Thường Cộng sản Trung Quốc thường gán cho Pháp Luân Công là tà giáo để đàn áp cũng như ở Việt Nam. Nói chung thì chính sách tôn giáo của Việt Nam y hệt như Tàu Cộng, không ai tị nạn tôn giáo bên Tàu lại chạy sang bên Việt Nam. Về sắc tộc thì lại càng không. Người Duy Ngô Nhĩ bị truy đuổi sang Việt Nam đều bị Việt Nam bắt trả về cho Tàu. Vậy người Tàu nhập cư lậu về Việt Nam để làm gì? Như vậy việc người Tàu nhập cư ồ ạt vào Việt Nam theo nhiều cách chỉ có thể là nhằm mục đích xuất khẩu tội phạm, xuất khẩu bệnh dịch và lâu dài có thể là đan xen người Tàu vào trong xã hội Việt Nam. Mấy ngày nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam liên tục phát hiện những đường dây đưa người Tàu vào Việt Nam trái phép. Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt tổng cộng 16.000 người Trung Quốc đã nhập cư trái phép vào Việt Nam. Riêng trong tháng 7, có 2.400 người và chính quyền Cộng sản đã khởi tố 30 vụ và bắt giam 70 người, mà hầu hết là khởi tố người Việt Nam tổ chức đưa người trái phép, còn những người Tàu nhập cư trái phép thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trục xuất trả họ cho bên Tàu. Như ta đã biết, những gì bắt được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phần không bắt được chắc chắn sẽ nhiều hơn rất nhiều, và giờ những kẻ chưa bị bắt ấy vẫn đang gieo rắc dịch bệnh khắp trên lãnh thổ, đau thương quằn quại hình chữ S mang tên Việt Nam. Thực ra, vấn đề người Tàu nhập cư lậu vào Việt Nam cũng đã diễn ra từ nhiều năm nay và chính quyền Cộng sản đã làm ngơ mà thôi. Chẳng qua là năm 2020 này, bệnh dịch COVID-19 bùng phát từ bên Tàu thì lúc này luồng dư luận
của người Tàu cũng đồng ý với việc phát tán dịch bệnh, vì thế mà chính quyền Cộng sản không thể ngăn chặn được. Thế nhưng, có một điều bất lợi là một khi đã chặn bắt đường dây nhập cảnh lậu thì cũng đồng nghĩa với việc chính quyền Cộng sản đã phơi ánh sáng việc họ đã buông lỏng kiểm soát để cho người Tàu tràn vào Việt Nam bao lâu nay như thế nào. Trong một phóng sự về một trường hợp triệt phá một đường dây đưa người Tàu vượt biên trái phép tại tỉnh Lào Cai thì VTC14 có nói với tâm lý đại dịch virus Vũ Hán đã không còn xuất hiện ở cộng đồng nên sẽ không còn bị cơ quan chức năng kiểm tra giám sát xử lý khi vận chuyển. Vâng, rõ ràng đây là một sự thừa nhận rằng nếu không có dịch bệnh thì công an Việt Nam sẽ luôn buông thả cho người Tàu nhập cư lậu vào Việt Nam. Nếu không có thói quen buông lỏng ấy của công an thì làm sao bọn người Việt hám lợi kia có thói quen ấy được. Việc người Tàu nhập cư vào Việt Nam không những dấy lên những lo ngại từ người dân thấp cổ bé họng mà ngay cả những cử tri, tức những người dân được Đảng Cộng sản chọn lựa trên điều kiện là phải trung thành với Đảng, cũng đã phản ánh lên Quốc hội rằng người Tàu đã bung tiền ra mua đất ở những nơi trọng yếu bằng rất nhiều hình thức. Đó là điều đáng lo ngại nhất hiện nay. Người Tàu thì họ in tiền cho Việt Nam và họ dùng những đồng tiền người ta in thừa ra đó. Ví dụ như một series tiền mang mã số A12345678 thì Trung Quốc cũng in ra một series y như vậy và dùng tiền đó cho người Tàu đi sang Việt Nam để mua đất đai và đẩy cho giá đất của Việt Nam tăng lên chót vót, nhưng không ai có thể mua được mà chính chỉ có người Tàu tung tiền thật. Đó là tiền thật, không phải là tiền giả, bởi vì chúng đã in và đó là tiền thật, nhưng đó là tiền giả, thật nhưng mà là giả. Ấy vậy mà Quốc hội Cộng sản Việt Nam chẳng ra được nghị quyết nào để chấm dứt tình trạng này. Mà như ta đã biết, bản chất của Quốc hội Cộng sản Việt Nam là gật theo ý của Đảng, chứ chẳng phải là triển khai nguyện vọng của người dân để làm luật bao giờ. Với 96% là đảng viên Cộng sản đang kiêm các chức vụ lớn trong bộ máy Đảng và bộ máy nhà nước thì làm gì họ ra được một quyết định nào theo ý của dân. Như vậy qua thái độ Quốc hội thì biết ý của Đảng và một khi ý Đảng thế nào thì công an sẽ hành động như thế mà thôi. Không khác được, công an là lá chắn vững chắc để bảo vệ Đảng mà. Như vậy, việc công an xưa nay buông thả cho người Tàu vào thì nói cho cùng đó là ý Đảng. Chẳng qua là phải bằng mọi giá chặn được dịch để PR cho tài năng của Đảng nên buộc công an phải khui ra một vài đường dây nhập cư trái phép của Đảng đã chủ trương làm ngơ bao lâu nay mà thôi. Ý thức con người chủ yếu là xuất phát từ sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là người Việt Nam. Nếu sống ở Việt Nam thì người ta sẽ dễ dàng vượt đèn đỏ khi thấy ngã tư vắng người. Thế nhưng khi họ đã qua sang Mỹ sinh sống thì họ sẽ dừng đèn đỏ rất đúng luật, cho dù rằng ở ngã tư đó không hề có một ai. Ta thấy rằng con người cũng như nhau, nhưng sự nghiêm minh của pháp luật thì ở hai nơi nó hoàn toàn khác nhau. Vậy nên thói vô pháp của người Việt Nam về bản chất sâu xa của nó là bởi sự thiếu vắng tính nghiêm minh của luật pháp mà ra cả. Trong một số hành động vô pháp ấy sẽ có một số hành động tạo điều kiện cho tính bất lương của con người phát triển. Ví dụ như vượt đèn đỏ là vô pháp nhưng không bất lương, nhưng hành động buôn ma túy thì lại là vô pháp và lại là bất lương. Hay nói cách khác, nơi nào pháp luật bị buông thả hoặc mất kiểm soát thì nơi đó sự bất lương nảy nở. Đó là một thực tế đang xảy ra tại đất nước quằn quại đầu thương hình chữ S mang tên Việt Nam. Chúng ta lên án những người này là bất lương, tham tiền và gieo rắc cái chết cho xã hội. Điều đó là đúng. Chúng ta lên án họ như vậy là phải lắm vì họ đáng bị như thế. Nhưng có một điều đáng tiếc là nếu chúng ta chỉ đổ tội hết cho những kẻ đưa lậu người Tàu kia thì e còn thiếu sót rất lớn. Thực ra những thói quen của những người đó đang gây hại cho cộng đồng hôm nay. Nó có nguồn gốc từ sự thiếu nghiêm minh của pháp luật và chủ trương làm lơ cho người Tàu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Nếu có chủ trương hạn chế người Tàu từ Bộ Chính trị và chính quyền chỉ đạo thực thi nó một cách nghiêm minh ngay từ đầu thì đâu có những kẻ bất lương gây hại cộng đồng tràn lan như ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 8, Bộ Y tế công bố 18 ca mắc bệnh mới virus Vũ Hán, trong đó có 16 ca tại thành phố Đà Nẵng, Đồng Nai ghi nhận thêm ca bệnh liên quan đến ổ đại dịch này. 18 ca mắc bệnh virus Vũ Hán từ các bệnh nhân 653 đến bệnh nhân 670. Trong số này có 16 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Đồng Nai có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng và 1 ca từ Guinea, Xích Đạo sau xét nghiệm lần 2. Cụ thể, các ca bệnh 653, 668, bệnh nhân 653, 668 tại Đà Nẵng có độ tuổi từ 8 đến 93, trong đó 8 bệnh nhân là F1 được cách ly tập trung. 5 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân là nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, 1 bệnh nhân là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân ở quận Cẩm Lệ là bảo vệ bến xe trung tâm Đà Nẵng, bệnh nhân khám ngoại trú Bệnh viện Gia Đình. Ca 669, bệnh nhân nam 50 tuổi có địa chỉ ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân này là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm người thân tại khoa nội Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc gần với bệnh nhân 510. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Ca bệnh 670, bệnh nhân là nam 50 tuổi có địa chỉ ở Thành Trực, Thạch Thành, Thanh Hóa. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân từ Guinea, Xích Đạo về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6. Trước đó đã ghi nhận 20 ca dương tính trên chuyến máy bay này. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân là dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận có 670 ca mắc virus Vũ Hán, trong đó có 308 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó điều trị khỏi 378 trường hợp, tử vong 8 ca. Các trường hợp tử vong do virus Vũ Hán là những bệnh nhân đang điều trị bệnh nền lâu ngày tại Bệnh viện Đà Nẵng như suy thận, ung thư, tiểu đường, gút. Tổng số người tiếp xúc và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi, sức khỏe cách ly 133.279, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.258, cách ly tập trung tại cơ sở là 20.427, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 111.594 trường hợp. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống virus Vũ Hán, trong ngày có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Bệnh nhân 398 là nam 25 tuổi, bệnh nhân 399 là nam 25 tuổi, bệnh nhân 400 là nam 25 tuổi, bệnh nhân 401 là nam 24 tuổi. Như vậy, đến thời điểm này đã có 378 trên 670 ca bệnh virus Vũ Hán ở Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 56,4% tổng số ca bệnh virus Vũ Hán trong cả nước. Hiện trong số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có 31 ca âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2. Từ ca mắc đầu tiên được ghi nhận tại ổ dịch Đà Nẵng hôm 25 tháng 7 đến nay đã xác định 222 ca COVID-19 liên quan đến ổ dịch này. Từ Đà Nẵng, dịch virus Vũ Hán xuất hiện tại 9 tỉnh, thành phố, trong đó Đà Nẵng ghi nhận số bệnh nhân đông nhất với 159 ca bệnh, Quảng Nam 43, Đắk Lắk 3, Thành phố Hồ Chí Minh 8, Quảng Ngãi 3, Hà Nội 2, Thái Bình 1, Đồng Nai 2, Hà Nam 1. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ quyết tâm chống đại dịch virus Vũ Hán nhưng chưa thấy lo chống đói cho dân. Ca bệnh thứ 416 được phát hiện tại Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 vừa qua, đánh dấu làn sóng bùng phát dịch virus Vũ Hán thứ hai tại Việt Nam sau gần 100 ngày không phát hiện ca dịch bệnh nào trong cộng đồng. Ngày 27 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết các ca nhiễm vừa xuất hiện là chủng mới, chủng xâm nhập từ bên ngoài. Tốc độ lây nhiễm nhanh và nguy hiểm hơn so với chủng đã tồn tại ở Việt Nam. Ông Long cho rằng đợt dịch lần này sẽ diễn biến phức tạp, có thể lan ra khắp cả nước. Quyết liệt chống dịch nhưng chưa thấy có biện pháp chống đói cho dân. Từ ngày 30 tháng 7, chính phủ CLMV Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Đà Nẵng trong vòng 15 ngày. Các tỉnh như Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đắk Lắk
cũng phải thực hiện giãn cách xã hội một số địa điểm vì có người nhiễm bệnh. Những thành phố lớn có nguy cơ lây nhiễm cao như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh tuy chưa áp dụng giãn cách xã hội nhưng có lệnh cấm tụ tập trên 30 người, dừng hoạt động các quán bar, karaoke. Các chỉ thị này được công bố một cách nhanh chóng quyết liệt như là một trong những biện pháp chống dịch của chính phủ. Tuy nhiên, trong đợt dịch tái bùng phát này, chính phủ lại chưa đưa ra bất kỳ một giải pháp nào hỗ trợ cho cuộc sống người dân trong lúc cách ly xã hội. Nhiều người không được đi làm, nhất là trong bối cảnh đợt dịch lần trước vừa ngớt. Người dân vừa bắt đầu ổn định lại công việc thì lại tiếp nối dịch đợt 2. Ông Nguyễn Văn Thi là một hưu trí sinh sống bằng dịch vụ cho thuê homestay tại thành phố Đà Nẵng nói rằng ông bị hụt khoảng 2/3 doanh thu so với lúc chưa dịch vì thành phố không còn khách du lịch. Ở thành phố Đà Nẵng, lúc đại dịch virus Vũ Hán này ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kinh tế xã hội, đa số người ta sống nhờ vào du lịch mà các dịch vụ du lịch bây giờ không còn, cũng vắng lắm, buồn tẻ lắm. Tôi có mấy cơ sở cho thuê lưu trú nhà trọ, bây giờ họ đã về nước, một số thì không có việc làm, họ không thuê nữa. Thì có giảm đi hết 2/3 về kinh tế thì thiệt hại lớn, nguồn thu của gia đình từ đó cũng không còn nữa. Ông Bảy, một người bán vé số ở Quảng Nam, Đà Nẵng cho hay những ngày nghỉ dịch như thế này thì ông mất thu nhập khoảng 60-70 ngàn Việt Nam đồng trên ngày. Lần nghỉ dịch trước, nhà nước có hỗ trợ hộ nghèo 1.500.000 đồng, nhưng lần này thì chưa thấy gì. Ngay cả những người phát gạo, thực phẩm từ thiện lần này cũng ít hẳn. Nhà nước cho 1.500.000 mùa dịch đợt trước, lần trước thì có người giúp nhưng lần này thì không có. Chưa thấy ai giúp. Ông Ca, một người dân Sài Gòn cho biết hiện giờ ngoài gói hỗ trợ 62.000 tỷ Việt Nam đồng vẫn chưa giải quyết xong mà phần lớn chỉ được giải quyết trên TV và báo đài. Chính phủ chưa có một chính sách nào khác nhằm hỗ trợ cho người dân vào thời điểm dịch phát trở lại này. Theo ông Ca, có thể trong lúc này chính phủ phải dồn lực để dập dịch trước đã. Hầu hết mọi thông tin bây giờ là về dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh virus Vũ Hán cũng như truy tìm F0 và điều trị thôi. Còn bây giờ để hỗ trợ thì chưa, vì thực tế mình thấy rằng cơ quan nhà nước cũng không có đủ khả năng để làm quá nhiều việc trong thời điểm hiện tại. Chiều ngày 3 tháng 8, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 năm 2020 rằng quan điểm của chính phủ trong công tác phòng chống dịch virus Vũ Hán là tập trung phân loại sớm và tăng cường khả năng xét nghiệm, chỉ tập trung phong tỏa nơi trung tâm dịch, giãn cách xã hội và vùng dịch, phân loại và kiểm soát phòng chống dịch, không ngăn sông cấm chợ để các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra một cách bình thường. Gói 62.000 tỷ Việt Nam đồng từ tháng 4 vẫn chưa được giải ngân xong. Nói về gói hỗ trợ 62.000 tỷ, ông Nguyễn Văn Thi cho biết rằng chưa có bất kỳ một ai thuộc diện lao động hay doanh nghiệp mà ông biết nhận được tiền từ gói hỗ trợ này. Không có, họ chỉ nói trên TV vậy thôi. Thằng con tôi cũng có một cái shop bán đồ da thủ công để bán cho khách du lịch, nhưng mà bây giờ khách du lịch thì không có nữa, mà mặt bằng thuê thì quá đắt. Nó viết đơn xin hỗ trợ gửi lên nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy gì cả. Người ta chỉ nói vậy thôi chứ có thấy gì đâu. Vào tháng 4, gói hỗ trợ 62.000 tỷ Việt Nam đồng được chính phủ ban hành với mục đích hỗ trợ khó khăn cho người dân trong đại dịch virus Vũ Hán. Đây được coi là gói hỗ trợ chưa từng có tiền lệ. Đối tượng được thụ hưởng là các hộ nghèo, gia đình diện chính sách xã hội, người lao động và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do dịch virus Vũ Hán. Cuối tháng 6, Tổng thông tin điện tử của chính phủ thông báo chỉ mới có 4 nhóm đối tượng nhận được tiền là một lần là người có công, bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Còn những người lao động tự do, doanh nghiệp và lao động bị cắt hợp đồng do dịch vẫn chưa nhận được hỗ trợ lần nào. Cần chính phủ hỗ trợ để đảm bảo đời sống căn bản. Theo ông Thi thì có hai việc mà người dân cần chính phủ làm ngay lúc này. Thứ nhất là xét nghiệm nhanh và nhiều nhất có thể.
Thứ hai là giải ngân cho xong gói 62.000 tỷ cho người dân sinh sống qua đợt này. Người ta đang lo sợ là chết đói nhiều hơn là vì chết dịch. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.